Sao kiểu coi? Ơ, anh nghĩ sao? Tôi cảm thấy vô cùng xúc man. Tốt rồi. Còn anh, còn anh. À, thì mình thấy cô gì, cô gì. Ok, ok. Bây giờ mày quay, anh nghĩ gì về trận thua vừa rồi? Hay lắm. Hay lắm. Nhưng có tiền đi ăn rồi. Cảnh gì bao tiền? Cảnh gì á, 650.